Xe Audi này đời 2019 có giá là 30.000 đô. Cái xe bán tải này các bạn bán có 20.000 đô, gần 20.000 đô. Đây, hồi nãy là mình kiếm được cái xe rẻ nhất ở trong khu này luôn các bạn. Là xe của Nissan ha. Giá là 7.200 đô thôi nha. Nhìn cái mui phía trước có thấy mê rồi ha. Thì hai xe này các bạn thích xe nào hơn? Một xe màu ghi, một xe màu trắng nè. Xin chào các bạn. Ai cũng nói là xe ở Mỹ rất là rẻ, nhưng mà rẻ như thế nào thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi coi thực tế cho biết nhé. Cùng đi thôi. Đây là con đường Stephen Creek ở trên thành phố San Jose, Bắc California. Cái con đường này đó các bạn, là có rất nhiều những cái dealer, những cái chỗ bán xe các hãng khác nhau như là Honda, rồi Toyota, Porsche, nhiều lắm, BMW. Tí nữa mình sẽ dẫn các bạn đi hết cho biết ha. Đầu tiên thì mình sẽ dẫn các bạn đến một chỗ rất là sang nha. Đó là bán xe Porsche. Đây này các bạn thấy không? Đặc biệt ở chỗ này nè, một bên của họ là bán xe mới, còn ngay bên này nè là họ bán xe cũ. Các bạn có thấy họ viết không? Certified Pre-Owned nè. Đó, hôm nay mình sẽ xem cả hai, xem giá xe như thế nào nhá. Nói thật là mình mới thấy cái logo, mình đã thấy đẹp rồi các bạn ạ. Đây nhìn nè, wow, cái này là màu màu ghi nè. Ở đây có giá đây nè các bạn. Đây là xe đời mới luôn các bạn, 2023 năm nay nha. Đây nè, giá là 86.590 đô. Đó. Còn cái này thì họ giải thích về tiết kiệm xăng, tiết kiệm nguyên liệu thôi. Wow, bên trong nội thất công nhận không? Nhìn đẹp lắm luôn á, rất là sang. Đây đây, các bạn nhìn hai xe này các bạn thích xe nào hơn? Một xe màu ghi, một xe màu trắng này. Thực ra thì mình cũng không có dành về xe đâu, mình chỉ đi qua cho các bạn xem thôi. Nếu mà mình có nói sai thì các bạn nhớ góp ý với mình nhá. Wow, đằng trước là camera này, đẹp quá, mình thích cái xe màu trắng này hơn này, sang dễ sợ luôn. Đây đây, để xem em xe này bao nhiêu tiền. Ồ, em xe này rẻ hơn, 65.390 đô. Đây, còn xe này là xe màu đen. Wow, quá đẹp luôn. Xe này thì là 78.450 đô. À, hóa ra ba chiếc xe này đều là dòng Macan 2023, giá base là 57.500 đô, nhưng mà option khác nhau nên giá mỗi chiếc khác nhau. Đây, cái chiếc xe màu đen này đẹp quá chừng luôn các bạn nè. Cái xe này có giá 133.260 đô nha các bạn. Bên trong nội thất nhìn quá sang trọng luôn. Các bạn thấy không? Không biết là các bạn có thấy được không hả? Ôi, nội thất bên trong nhìn sang lắm. Cái đằng sau này, cái này chắc là các bạn không xem được rồi. Nhìn bị bóng kiếng nè. Đằng sau xe này như vậy này, hồi nãy mình quên chưa quay cho các bạn đằng sau xe ha. Nó có nhiều kiểu dáng khác nhau. Này là Panamera 4 này. Này là Turbo GT nè. Wow, cái con xe này khủng khiếp luôn các bạn. Cái gì mà đắt này, 217.000. Trời đất ơi, cái xe này là cái xe đắt nhất mà mình xem từ nãy đến giờ luôn đó các bạn, 217.000. Đây, cần đứng chụp hình với xe này cũng thấy sang rồi các bạn, làm mình sang hơn hẳn nhá. 217.000. Wow, một cái xe này đó các bạn đổi ra được là 5 hoặc là 6 xe Toyota Camry hoặc là Honda Civic nha. Dễ sợ, dễ sợ. Ủa, cái này chắc là lái xe nhanh hay sao nhỉ? Cái này là Turbo, Turbo chắc là lái nhanh à. Đây, bạn nào mà dành xe thì các bạn có thể gọi là biết chiêm ngưỡng chiếc xe này. Còn mình thì thấy nó cũng bình thường như những xe khác. Ở đây thì hai cái ống bô này để kế nhau ha, khác với những chỗ khác này. Ống bô có vẻ bự hơn, không thì cũng giống. Sorry, mình hơi bị lố về xe. Lần đầu tiên mình đi xem xe sang đó, mình quay cho các bạn xem thôi. Để xem em xe này bao nhiêu tiền. Nhiều khi lại một cú sốc nữa. Đây là bên này ạ. Wow, xe này cũng 120.000. Cái dãy này là toàn xe mắc tiền không à. Đó, 120.000 này. Panamera 4 Platinum Edition.
Đây đây, mình đoán xe này đắt thì các bạn nhìn thấy kiểu dáng này. Mình đoán thôi nhá, để mình xem. À không, đoán sai rồi. 107.000, 108. Cái này là dòng Taycan. Ồ, nhưng mà đằng trước mình thấy xe này đẹp hơn mấy xe kia. Wow, nhìn nè. Trời ơi, quá sang chảnh luôn. Còn cái xe này nữa các bạn, này là Carrera 4S 2023, giá là 169.000 ha. Xe này nó nhỏ. Nhưng mà công nhận mấy cái Porsche nhìn xe đằng trước đó, nhìn nó đẹp, sang dễ sợ luôn. Đây bên này giống như có một cái xe mui trần này các bạn, Carrera 911. Này 143.000, màu đỏ. Quay đằng trước cho các bạn xem, xe là đẹp quá, màu đỏ này. Cái này là những anh trai nào mà lái những xe này là thôi, chỉ có lái xe chở chân dài thôi ha. Đây là cái bãi đậu xe cũ của họ này các bạn, họ ghi là pre-owned nè. Nhưng mà thực ra thì mình kiểm tra, mình đi một vòng rồi, mình thấy cũng không có nhiều xe cũ lắm đâu các bạn. Họ giống như là họ vừa đậu xe cũ, xe mới ở đây á. Thì cái xe này là xe cũ nè, mà xe cũ này á, thì họ không có để giá ở ngoài cho mình coi. Giống như là hồi nãy mình cho các bạn xem ha, bình thường họ để đây nè. Cái này thì là họ có cái giống như là cái bảng báo cáo của Carfax về cái lịch sử của xe đó ha. Và mình sẽ scan cái code ở đây, cái mã ở đây để mình ra cái số tiền cái xe này họ bán. Thì ở đây nè, mình vào đây thì thấy là họ bán cái xe cũ này ha, là với giá 73.261 đô. Cái xe này á, là đời 2022 Porsche Cayenne Base ha. Và cái này là mới chạy được khoảng hơn 8.000 dặm nữa các bạn ạ. Còn cái xe kế bên này nè các bạn, mình cũng vừa mới kiểm tra ha. Cái này là đời 2020 Macan. Thì là cái này là chạy được khá nhiều rồi nè, 25.000 miles. Mà giá là bao nhiêu đây? Giá là 46.788. Tức là rẻ hơn cái xe này là 30.000 luôn. Cái xe này mình thấy là xe rẻ nhất ở đây luôn rồi đó các bạn ạ. Mấy xe khác cho dù là xe cũ nhá, nhưng mà mình thấy là họ chạy cái số lượng dặm mà họ chạy ít lắm, khoảng chừng 5-6.000 hoặc là 10.000 thôi. Cái xe này là xe chạy nhiều nhất luôn á. Do đó thì cũng là giá rẻ nhất ha. Đây, một cái xe cũ của Porsche mà giá là 46-47.000. Ở đây thì họ cũng có cái bảng của Carfax về cái lịch sử xe luôn nè. Các bạn ơi, mình đang đứng ở trong một cái bãi xe này á, có rất nhiều những cái xe cũ nha, những các hãng khác nhau, nhiều hãng lắm. Toyota nè, Kia nè, rồi Nissan nè, có Lexus nữa. Đây, hồi nãy là mình kiếm được cái xe rẻ nhất ở trong khu này luôn các bạn, là xe của Nissan ha. Cái đời này thì là đời hơi cũ một chút nè, 2011, là cách đây bao nhiêu năm, 12 năm. Ở đây thì bây giờ mình thấy là họ không có đề giá ở ngoài giống như thời xưa lúc mình mới sang đó các bạn. Thì là mình đi mua xe đó, là mình đi là họ đề giá ở ngoài cái số tiền bên ngoài cho mình xem luôn. Bây giờ toàn phải scan như vậy thôi nè. Hồi nãy mình vừa kiểm tra xong các bạn, thì là cái xe này Nissan này họ bán là với giá là 7.200 đô thôi nha. Mà cái này là họ chạy được 53.000 dặm rồi, 53.000 miles rồi ha. Với giá là 7.200 là bạn sở hữu được một cái xe hơi ở Mỹ rồi đó. Đã không? Các bạn thấy đã không? Nhưng mà không biết là hư hỏng hay không, mình cũng sợ nha. Đây, cũng có nhiều cái xe đời khác nữa nè các bạn. Toyota, Corolla, Dodge. Ở bên Cali, cái khu vực mình sống các bạn, thì mình thấy là ở đây người ta chạy rất là nhiều Toyota và Honda, tại vì hai cái xe này nó rất là bền. Ở đây có xe Toyota đời 2020 Corolla LE nha các bạn. Đây là đi 60.000 dặm rồi ha, mà mình kiểm tra đó các bạn, giá là 21.000 mấy trăm đô đó. Trời ơi, giá bây giờ đắt kinh khủng. Mình nhớ là bạn mình cách đây chừng 3-4 năm cũng mua Corolla luôn, mà giá có 17.000 các bạn. Tức là cái giá xe mới cách đây 3-4 năm nó còn rẻ hơn là xe cũ đã đi được 60.000 dặm rồi. Các bạn thấy là giá bây giờ nó tăng khủng khiếp ha. Cái thời bây giờ mua xe rất là khó trả giá luôn á. Nhưng mà mình nghĩ là vẫn có thể trả được, nhưng mà nó khó thôi. Thì các bạn nào mà muốn đi xe cũ, muốn đi mua xe thì vẫn nên phải trả giá nhá. Đây các bạn ơi, mình vừa đến BMW rồi này ha. Đây cái bãi đỗ xe của họ.
Mercedes-Benz. Đây xem giá bao nhiêu này. Này giống như họ kiểm tra rồi nè. Này xe cũ thì họ có ghi. À cái này là no dealer warranty. Này nó không có bảo hành các bạn ạ. Giống như là mình mua mình họ bán, họ chỉ bán thôi chứ họ không có bảo hành. Thì giống như ở kia thì họ cũng có cái bảng này. Đây là xe này chạy được 34.000 rưỡi dặm rồi ha. Giá của họ là 36.000 này, 36.000. Này đời 2019. Đây ở đây họ cũng có bán xe hãng khác các bạn, Kia nè. Thông thường thì ở trong dealer là họ xe cũ thì họ bán của tất cả các hãng khác nhau, còn xe mới thì họ chỉ bán cái xe cái hãng xe mà họ liên kết thôi. Đây mình xem cái giá xe này bao nhiêu. Ồ, xe này 2014. Đã đi được khoảng 73.500 dặm này nè. Đây bây giờ toàn phải scan này các bạn để xem giá, hơi bị mệt. À không cần, cái này là đây họ có ghi rồi nè. Giá là 33.000 các bạn. 33.000 ha, Mercedes-Benz đời 2014. Cái này là cũng không có dealer warranty luôn. Mình nghĩ là bỏ ít tiền mà mua có warranty hoặc là họ đã check rồi, mình nghĩ là an tâm hơn. Còn cái xe Kia này, wow. 8.400 là mua được chiếc xe rồi các bạn. Cái này là đời 2013. Nó hơi cũ một chút ha. 2013 đi được 117.000 dặm rồi các bạn. 117.000 dặm, 8.400. Không có tiền thì đi mấy xe này cũng được để mình xem bên trong là như nào. Nhìn vẫn ok, nhìn bên trong vẫn ổn, nó không có quá cũ. Chắc là người ta bên ngoài thì nhìn nè, các bạn nhìn này. Cái này bị mờ này, bị trầy này. Cái xe này thì là đời, wow, cái này xe cũ dễ sợ luôn, 2003. Trời ơi, cách đây là 20 năm rồi các bạn. 20 năm mà đi được 41.400 dặm. Đây xem giá bao nhiêu. 17.000. 17.000 là mua được một chiếc xe mẹt nhưng mà là đời 2003 nha các bạn. 20 năm tuổi rồi ha. Còn đây là dãy BMW nha các bạn. Để xem là họ bán giá bao nhiêu. Xem nào. À cái này là đời 2018 nè. i3 ha. Chạy được 43.000 dặm, 44.000 dặm rồi. Giá là 26.000 đô. Rồi công nhận đó, cái xe BMW ở đây ở Mỹ công nhận là rẻ. Thời xưa mình ở Benzing đó các bạn. Ai mà sở hữu mấy con xe BMW là thuộc hàng đại gia, tại vì giá Benzing mà xe mới là họ bán toàn như là hơn 200.000 đô Singapore trở lên đó. Dễ sợ luôn. Đây, wow, xe này rẻ nè. Mà đời cũ nha, 2014. 17.000. 17.000 đô là được sở hữu một chiếc xe BMW rồi. Chạy được 62.000 dặm. Nhìn mấy cái xe cũ này giá cũng mê ha, nhưng mà đối với mình tại vì nhà mình thì không có dành xe đó các bạn. Nên rất là cũng hơi sợ mua xe cũ mà chạy nhiều rồi đó, tại vì nếu mà hư hỏng một cái mà ở Mỹ thì sửa xe rất là tốn tiền. Thời buổi này từ sau Covid trở đi là giá xe đắt quá chừng luôn. Đây là đời 2022. BMW M340i ha. 57.000. Cái này thì họ mới chạy được 24.000 dặm thôi. Còn mới. Đây các bạn, trong một dọc những cái xe mình đi xem á, thì rất là ít những cái xe mà có cái certified ha. Cái này certified thường là họ sẽ bán giá đắt hơn. Thì cái BMW này, đây để xem giá. À đời 2020 cũng mới nè, mới chạy được 37.000 dặm thôi. Và họ bán giá là 34.000. Bên trong là nội thất ghế màu trắng ha, màu kem á. Nhìn mới. 34.000 thôi. Wow. Wow các bạn ơi, cái xe nhìn đẹp không? Nhìn cái mui phía trước có thấy mê rồi hả? Cái màu cũng đẹp nữa. Ồ cái xe này mới nha các bạn, đời 2022 nè. BMW iX xDrive 50 mới chạy được khoảng 7.000 dặm thôi. Cái này SUV. Giá nó choáng luôn các bạn. 78.000 đô. Wow, 78.000. Nhưng mà thực ra cũng mới mà hả? BMW đời 2019 X7 này các bạn, chạy được 32.000 dặm. Giá là 66.000 đô. Đó, 66.000 đô. Màu xe đẹp ha. Ủa cái này nó bao gồm cái này luôn hả? Này là khuyến mãi đi kèm. À, cái này là màu kem ha. Đó. Cũng còn mới nữa các bạn ha.
cả bánh xe này nhìn vẫn còn rất là ngon lành này. Đó, cái view của nó. Mình thì thích lái với xe SUV bự bự lái nó đã. Nhưng mà đậu xe thì hơi bị cực một chút. Đây, còn đây là X7 nè. Để xem giá bao nhiêu nha. Để cho các bạn xem nội thất bên trong. Nội thất của BMW thì nhìn lúc nào cũng sang trọng rồi. Đây. Cái này thì không thấy ghi giá là bao nhiêu. Cái này mình phải scan thôi. Đây, nhìn cái đằng trước này các bạn. Đằng trước BMW là nhìn mê luôn á. 66.000. Này chạy được 46.000 dặm rồi ha. Cái xe này mới rồi các bạn nè. BMW X7 đời năm nay này, 2023. Mới chạy được 7.600 dặm thôi, 7.600 miles. Mới có mà nhìn đẹp ghê luôn. Họ nhìn đằng trước nè. Quá đã, quá đã. Cái bánh xe nó khủng đó nhỉ. SUV bánh xe khủng dễ sợ luôn các bạn. Nhìn còn mới có nè. Ôi, bên trong nó đẹp lắm nè các bạn nhìn này. Quá đã luôn. Cái này nhìn giá cũng sốc luôn các bạn. 90.000. Không biết là cái giá giống như là cái giá xe mới này họ bán bao nhiêu ha. Tí nữa mình sẽ kiểm tra lại. Xe cũ chạy rồi bán giá 90.000. Mình mới đến cái dealer của Toyota này các bạn. Cái chỗ này là chuyên bán xe cũ ha. Toyota thì họ có một cái chỗ là chuyên bán xe mới riêng. Một xe cũ riêng nó khác với những cái hãng khác ha. Và cái chỗ này là siêu bự luôn, rất là nhiều xe luôn. Và họ bán rất là nhiều các cái hãng khác nhau nữa nha. Đây các bạn thấy là đầu tiên này. Các bạn thấy là những dòng xe bán tải của Toyota nè. Có Tacoma, có Tundra ha. Nhìn mấy cái xe khủng ghê luôn á. Đây các bạn nhìn này. Lái xe ở Mỹ người ta thích lái với xe như vậy lắm nè. Đó. Cái này đi đường trường, đi camping. Bạn nào mà mua cái lều á, xong để ở đây nè, đã luôn. Cái trên này là có 4 ghế. Quá đã, quá đã. Mình rất là thích mấy cái xe bự như vậy. Đi đường trường thích. Cái này thì là đời 2021 nha các bạn. Cái này là bảo hành 12 tháng ha. Là maximum là 12.000 dặm. Đây giá đây, 47.000 đô. 47.000 đô. Cái này thì là họ đã lái được 15.000 dặm thôi. 15.000 dặm vẫn còn rất là mới. 47.000 đô. Đằng trước này, một loạt đằng trước nhìn như vậy nè các bạn. Nhìn khủng ha, mấy xe này đi đường trường đã. Mấy cái xe này rất là hữu dụng luôn. Đây nè các bạn, còn bên này nè. Họ bán cũng nhiều loại xe khác nhau lắm nè, Jeep nè. Infiniti. Rồi Lexus, Nissan, Kia. Có nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ đi kiếm mấy cái gọi là săn mấy cái giá xe rẻ cho các bạn xem ha. Đây, mình dẫn các bạn ra cái xe này hay lắm các bạn. Hồi nãy là một cái ông bán hàng, ông thấy mình đi coi xe, ông chạy ra nói chuyện với mình. Thì ông giới thiệu cho mình cái xe này nè. Các bạn, này là xe cũ ha, 2019 Toyota Mirai Base. Cái xe này thì là chạy được 38.000 dặm rồi ha. Cái này là certified nha. Giá họ bán là 18.000 đô. Và họ có tặng cho mình thêm 15.000 đô tiền nguyên liệu trong vòng 3 năm nữa. Rồi tính ra giống như là chỉ trả có khoảng 3.000 đô thôi ha. Nhưng mà cái xe này đặc điểm là không có chạy bằng ga thường các bạn ạ. Nó chạy bằng hydrogen gas á. Thì mình cũng không có dành cái loại này lắm. Nhưng mà được tặng nhiều tiền ghê luôn ha. Đây, để mình quay cho các bạn cái xe này như thế nào nè. Cái xe này thì là 38.000 dặm thì vẫn ok ha. Bên trong thì là ghế là màu đen đó. Toyota thì rất là bền ha. Đây là các bạn này, fuel cell nè. Bên này là có Kia nữa nè. Kia này thì cái này là 20.000 nha các bạn, 20.000 Kia 2019 ha. Nên là chạy được 42.000 dặm rồi. Đây mình quay cho các bạn xem. Không biết là người ta có mới thay lốp xe không mà mình thấy vẫn ok ha. Lốp xe thì vẫn khá rất là ổn. Ở đây có Lexus NX 300H các bạn. Dòng Sport. Để xem giá bao nhiêu ha. Đây các bạn nhìn đằng trước này. Đó. Đằng trước của Lexus thì rất là đẹp. Này đời 2021 cũng mới ha. Là 42.000 đô. Xe này cũng chạy được 23.000 dặm thôi.
còn khá là mới. Nhưng mà giá thì 42.000 đô đó. Còn xe này là mình phải nhìn đằng trước đi. Xe này là xe gì đây? 2015. Ồ, cái xe này rẻ đó các bạn bán xe này bao nhiêu? Xe này xe bự nha. Xe này giống xe 7 chỗ nè. Cái xe này là đời 2015 của hãng Infiniti. Bán giá có 15.000 đô đó các bạn. Nhưng mà xe này họ đi nhiều rồi, 123.000 dặm lận. Nên là có 15.000 đô. Ừ, 7 chỗ đó. Bự lắm, bự lắm. Cái xe này cũng rẻ nè các bạn. Xe này 2018 của Jeep Cherokee Latitude. Có 18.000 đô thôi ha. Mà xe này chạy cũng 78.000 dặm rồi nè. Đó, quay cho các bạn xem cái xe này. Ủa cái này không biết người ta mới thay cái wheel không? Cái này cũng mới ghê. 18.000 đô cái xe này. Hôm nay là mình dẫn các bạn đi săn deal nên là phải kiếm mấy cái deal rẻ để cho các bạn xem. Thực ra thì mấy xe rẻ nó cũng có cái nguy cơ hỏng xe, nhưng mà nếu mà mình không có tiền thì mình mua mấy xe này đi tạm thời 1-2 năm cũng được. Cái xe này xe Nissan này là giá 30.000 đô, đời mới này, 2022. Đây là xe Ford 2019 Fusion Hybrid ha, giá là 24.000, chạy được 38.000 dặm rồi các bạn. Đó, xe này màu trắng này, bên trong là ghế màu trắng luôn đó các bạn. Thì ở Mỹ các bạn, mình mua xe cũ mà ở trong mấy cái dealer, mấy cái cửa hàng bán xe á, thì mình cũng có thể là mình trả góp, mình vay ngân hàng để trả góp được nha. Thì thông thường là đương nhiên là mấy cái hãng xe thì họ muốn bán được cho mình nên là họ sẽ tìm mọi cách để cho mình vay. Nhưng mà đối với những bạn nào mà mới sang Mỹ thì cái việc mà vay ngân hàng hoặc là có điểm tín dụng thì rất là khó. Thì thông thường là các bạn muốn thì các bạn vẫn được thôi, nhưng mà các bạn cần phải nhờ một người co-sign giùm các bạn nè. Hoặc là các bạn phải vay với cái lãi suất khá là cao hơn bình thường thì vẫn có thể được. Còn không thì bạn nào tốt nhất là có tiền mặt thì mua đứt nguyên một con xe thôi ha. Đây là xe Hyundai Elantra nha các bạn. Elantra 2019. Wow. 18.500, 18.450 đô các bạn, đời 2019. Nhưng mà chạy được cũng khá nhiều rồi nữa. 54.000 dặm ha. Đây, các bạn nhìn thấy bên trong không? Bên trong vẫn ổn ha. Wow, ở đây cũng có bán Tesla luôn các bạn. Ở đây mình không ngờ ở đây cũng bán Tesla cũ ha. Cái này là 2019 Model 3, 32.000 đô mà lái được 32.500, 32.000 dặm rồi. Giá xe cũ mà 32.000 đô như vậy mà cách đây 3 năm rồi các bạn, thì mình thấy là nên, với Tesla này thì mình nghĩ là nên mua xe mới được hơn. Tại vì ở California thì là có cái tax rebate cũng khá là nhiều ha. Với cả năm nay thì Tesla giống như là giá xe năm nay là rẻ hơn, giống như họ đã giảm giá 2 lần xe rồi á. Mình nghĩ là mua xe mới thì chắc là khoảng 30 hoặc 35.000 là cùng thôi. Cái này thì quá đắt rồi. Mà đây là họ chỉ có implied warranty thôi ha. Bởi vậy nhiều khi là mua xe cũ còn đắt hơn xe mới là lý do là vậy đó. Tại lần trước là nhà mình lúc mới sang Mỹ đó các bạn, thì là cũng định là mua xe cũ để cho tiết kiệm tiền. Và cũng nghĩ là xe cũ ở Mỹ thì rất là rẻ. Nhưng mà đến khi sang đây vào năm 2021 đó, thì đúng cái đợt mà Covid đó các bạn, thì giá xe nó tăng rất là nhiều. Xe rất là hiếm. Xong thì mình đi coi xe á, thì thấy xe giá xe cũ là bằng hoặc là nhiều khi đắt hơn xe mới luôn á. Tại vì xe mới lúc đó như là hàng không có, muốn mua thì phải chờ 3-4 tháng gì đó. Nên xe cũ lúc đó rất là khan hiếm, dội giá lên rất là cao. Audi nhìn bên ngoài cũng đẹp các bạn. 2019 A4. Audi giá là 30.000 đô. 30.000 đô này họ đi được 43.000 dặm rồi. Đây, các bạn nhìn ra phía trước này. Đó, đẹp ha, Audi này màu trắng. Nhìn có nhiều cái xe mà nhìn bên ngoài cái dáng là mình đã thích rồi. Bên trong này thì nội thất là màu đen ha, da đen. Ở đây có cái Mac này các bạn, đời 2014. Giá là 18.000 đô, Mac 18.000 đô rồi. Và mới chỉ chạy khoảng 36.000 dặm. Mình thấy xe này người ta chạy ít nhở. Giá bán này là cũng ok đó các bạn. Và cái wheel này còn mới ghê, giống như mới thay đó.
Còn cái xe này là Toyota Highlander nè các bạn, đời 2020 nha. 2020 để mình giá là gần 40.000 đô và chạy được 35.000 dặm, 34.000 dặm thôi. Cái này là certified ha. Cái này là đi xe 7 chỗ này, đi ra cho gia đình lớn với cả đi đi xa được ha. XLE. Đây, các bạn thấy cái bãi xe của Toyota lớn không? Còn bãi bên này nữa nè. Thực sự là mình nghĩ là mình không thể nào mà đi quay hết được các xe đây cho các bạn xem đâu. Nó quá rộng đi. Cái chỗ bãi này là bãi rộng nhất trong những cái bãi mà mình đã đi hồi nãy đấy, trong ngày hôm nay nè. Đây là một cái xe van này các bạn, của Ford. Này là chắc 12 hoặc 15 chỗ. 34.000 đô, 34.995 đô, chỉ 35.000 đô thôi. Cái này là có dealer warranty ha, có bảo hành nè. 2017 và chạy được bao nhiêu đây? 82.000 dặm. 82.000 dặm, tại thường thường cái xe này là hay đi du lịch xa nè. Ôi bạn nào mà thích đi camping có thể mua xe này về sửa thành một cái camper van. Quá đã luôn các bạn. Bê luôn nguyên một cái gọi là nhà bếp, rồi giường ngủ, nhà vệ sinh. Tha hồ mà đi rong ruổi road trip ở Mỹ ha. Ước ao của mình là cũng là có một cái camper van để có thể đi du lịch. Và cho các bạn xem xung quanh này. 34-35.000 đô thôi. Quá đã luôn. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà bỏ ra tiền ra sửa lại thành một cái camper van thì chắc là giá cũng phải dội lên khoảng 70-80.000 đô ha. Tổng cộng giá trị đấy. Nhìn bên ngoài vẫn còn mới nhé các bạn. Rồi xong thì có thể lắp thêm mấy cái rack ở đây để xe đạp nè. Ở đây có xe bán tải của hãng Ford này các bạn. Thì cái xe này ở Mỹ, sản xuất ở Mỹ ha. Đây các bạn nhìn nè. Đây chứa đồ này mới đã nè. Này 2016. Wow, rẻ ghê luôn. Có gần 20.000 thôi các bạn. Và xe này thì họ chạy được 65.000 dặm này nè. Này thì không có bảo hành ha. Cho các bạn xem bên trong nè. Bên trong ở phía trên là có 3 ghế ngồi ha. Cái này thì có 3 ghế thôi, nó không có giống như là mấy cái xe kia. Mấy xe kia như là Tacoma của Toyota thì là có 4 ghế ngồi ha. Nhưng mà với cái giá này thì mình nghĩ là quá rẻ so với dòng bán tải luôn á. Có 20.000, gần 20.000 đô thôi. À, bên này có cái xe Jeep này nữa các bạn. Của đẹp quá, cái xe này nhìn nó hay ghê luôn đó ha. Để xem giá bao nhiêu nè. Cái này thì là 4 chỗ. Các bạn nhìn thấy lung linh không? Vì sao nó bóng vậy luôn ha. Mà xe ở Mỹ là họ để cứ để ngoài trời, ngoài bãi vậy đó. Xe này 25.000, 25.000 đô thôi ha. 2015 là xe này chạy được 69.000 dặm rồi nè. Cái xe này chạy đường trường mới đã các bạn. Bự bự vậy đó. Nó cao đi đường đã ha. Các bạn ơi, vậy là hôm nay mình cũng đã dẫn các bạn đi xem khá nhiều nơi ha, để biết thêm về tình hình xe, giá cả xe ở Mỹ như thế nào. Hy vọng là đã cung cấp cho các bạn được một số thông tin về xe cộ ở Mỹ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nhé. Nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Hẹn gặp lại lần sau. Bye bye.